Chúa theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến 35. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mồ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói. Còn chính người thì họ không thấy." Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai môn đệ rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho họ những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý vị và các bạn thân mến, niềm vui, nỗi buồn luôn đan kết với nhau trong cuộc sống. Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng trải qua những giây phút thăng trầm của thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau. Hai môn đệ trên đường đi Emmau đang có tâm trạng đó. Họ đang thất vọng và chán nản, thì Đức Giêsu tiến đến gần và đi với họ. Cuộc gặp gỡ này đã phá tan đi nỗi phiền muộn đang chất chứa trong lòng hai ông. Nghĩa là các ông đã gặp Đức Giêsu vẫn đang sống, đang cùng đi và cùng ăn uống với mình. Vậy, Đức Giêsu có thực sự đang sống và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hay không?
Xin Ngài ở lại với chúng con, vì trời đã chiều và ngày đã sắp tàn. Một lời mời rất có thiện cảm. Ta có thể dùng làm lời cầu nguyện mỗi khi cảm thấy đời như màn đêm tăm tối đang phủ đầy xuống chúng ta. Chúng ta hãy củng cố đức tin của mình ngang qua thánh kinh, thánh lễ và các sinh hoạt của cộng đoàn, để thấy Chúa đang hiện diện trong mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta. Kinh nghiệm về đấng phục sinh của hai môn đệ trên đường đi Emmaus cũng có thể diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Đấng phục sinh luôn là người đồng hành với chúng ta. Trên mọi nẻo đường của cuộc sống của chúng ta, người luôn đi bên cạnh, kể chuyện, hỏi han, tra vấn và tham dự vào mọi sinh hoạt hàng ngày. Nơi gia đình, nơi trường học, nơi công sở chính là nơi người đến gặp gỡ con người. Chúng ta hãy để cho đấng ấy ở lại và ở giữa, để nối kết từng người, mang lại niềm vui cho con người. Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Sự đồng hành này đã nâng đỡ họ và giúp họ tìm lại niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn đồng hành với nhau, biết cảm thông và nâng đỡ nhau khi vui cũng như lúc buồn. Xin Chúa hiện diện trong gia đình chúng con. Amen.